Hòa chung không khí đón lễ Giáng sinh trên cả nước, những ngày này tại các buôn làng theo đạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum trở nên lộng lẫy, các nhà thờ, giáo xứ, dòng đạo họ đạo như được thay áo mới với những ánh đèn trang trí. Công tác chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh đang được các giáo dân gấp rút chuẩn bị với mong muốn đón một mùa Giáng sinh an vui, đầm ấm. Những ngày này, bà con giáo dân tại giáo xứ Tân Hương, mỗi người một việc đang tất bật chuẩn bị công đoạn cuối cùng để trang trí cho nhà thờ. Mong muốn của chúng tôi cũng như là của tất cả mọi người ở đây, những người là theo đạo Công giáo, đều mong muốn hơn là qua cái đại dịch Covid này thì chúng tôi mong muốn hơn, tại vì làm ăn kinh tế nó bị sa sút nó rất nhiều, thì không mong muốn gì hơn. Cũng mong cho tất cả bà con giáo dân chúng ta được làm ăn phấn chấn hơn, phấn khởi hơn qua cái đức tin để đẹp đời, sống đạo đẹp đời nó tốt hơn. Đây là lần thứ tư chị Caroline, quốc tịch Pháp, được đón Giáng sinh tại Kon Tum. Chị chia sẻ, chị thích được về các làng đồng bào dân tộc thiểu số để đón Giáng sinh và trải nghiệm cuộc sống cùng bà con. Mình rất thích đón Giáng sinh tại Việt Nam. Tại các nhà thờ ở đây trang trí rất đẹp. Khi về các buôn làng, nhà nào cũng trang trí cây thông, hang đá. Mình rất thích đón Giáng sinh trong làng cùng bà con, được mặc trang phục của người Ba Na, xem bà con biểu diễn cổng chiêng và múa xoan. Giờ đây, Giáng sinh không chỉ là ngày hội của bà con Công giáo, mà nó đã trở thành ngày hội của mọi nhà, mọi người. Giáng sinh cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Mọi người cùng cầu chúc may mắn, hạnh phúc đến với gia đình và người thân, mong cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi.